International History Corporation, một công ty lớn nhất ở Mỹ, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đủ mọi thứ đồ điện, máy móc, động cơ, tủ ướp lạnh, máy thu thanh, máy kéo, xe vận tải, song đun có còi báo, tóm lại là tất cả những mặt hàng tối tân nhất của thế kỷ 20. Nhưng, International History Corporation không phải chỉ hoạt động trong phạm vi như vậy là hết. Công ty đã ký hợp đồng xây dựng một kênh đào và tiến hành thăm dò địa chất ở miền trung Anatolia. Nhưng mọi điều đó vẫn không ngăn trở đại diện công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày ngày gửi các đơn khiếu nại về nhà máy ở New York. Các loại hàng hóa đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ giao cao dâu chạy điện cho đến ô tô buýt và xe vận tải, chỉ qua một thời gian là hỏng, là không tài nào chữa được nữa. International Hister Corporation có 105 đại lý, chi nhánh và cửa hàng ở khắp năm châu, nhưng đơn khiếu nại gửi về hãng nhiều nhất vẫn là từ Thổ Nhĩ Kỳ để đáp lại các đơn khiếu nại ấy việc kiểm tra những mặt hàng xuất sang thủ đã được tăng cường số lượng phụ tùng kèm theo cũng tăng lên nhưng đơn khiếu nại vẫn cứ gửi đến mãi lúc này công ty bèn đặt vấn đề nghi ngờ các hãng cạnh tranh với mình đã mưu hại mà cạnh tranh với công ty này là những hãng lớn dâu charmer co và chuck company người của international history corporation đã được đưa vào những hãng này để phá hoại Thế là những đơn khiếu nại cũng lại gửi tới tấp đến chỗ họ. Sau khi ký hợp đồng về các công trình xây dựng, International History Corporation, bèn bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân thực sự đã gây ra những vụ khiếu nại. Người ta quyết định là viên tổng giám đốc công ty sẽ sang thổ còn trưởng ban kỹ thuật là kỹ sư Harry Scott sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu các đơn khiếu nại nhận được các khách hàng. Bà xưởng đi để nghiên cứu các vụ khiếu nại, họ dựng lều ở một thung lũng lớn nơi định tiến hành các công trình thăm dò địa chất. Làng gần nhất ở cách chỗ họ 18 cây số. Sau khi sang thổ được một hôm, Mr. Harry Scott cũng hai kỹ sư, hai kỹ thuật viên và một phiên dịch lên xe hơi đi đến từng làng. Tại làng thứ nhất, người phiên dịch nói với xã trưởng và khách hàng trong quán cà phê những lời như sau. Các ông các bà có thể mang đến đây những thứ hàng của công ty International History Corporation bị hỏng. Chúng tôi sẽ chữa không lấy tiền những ông này sang đây chính là để làm việc đó, thoạt tiên những người nông dân không hiểu gì cả, và tay phiên dịch lại giải thích, chả lẽ trong làng này không ai có máy kéo, máy liên hợp, radio, máy khâu à? Có, có, những người nông dân kêu lên, nếu các ông bà có đồ dùng của công ty này làm ra bị hỏng thì các kỹ sư đây sẽ chữa cho không mất tiền. Các ông xem giúp tôi cái radio một nông dân rụt rẻ nói, ông ta bảo con trai về lấy chiếc máy thu thanh bị hỏng. Khi thầm con mang lại, các kỹ sư và kỹ thuật viên bắt đầu xem xét. Nhưng họ cố công tìm mãi mà vẫn không thấy nhãn hiệu chiếc máy thu thanh đâu cả. Nó đã bị xoa đi mất và trên vỏ máy đầy các hình vẽ và những dòng chữ vạch bằng dao nhiếp. Trên mảnh vải thô cũng ở vỏ máy có gài những chữ cái bằng đồng làm thành chữ, masala, và bên cạnh đó không biết vì sao lại treo một hạt cường xanh. Từ bên trong hộp máy thỏ ra những cái đinh, trong số đinh có ba cái bị bẻ cong giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây gai thậm chí cả những rẻ rách màu sặc sỡ nữa. Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott hỏi người phiên dịch, đây là cái gì? Phiên dịch hỏi những người nông dân, họ hỏi đây là cái gì? Lão ta mù hay sao? Radio chứ còn cái gì nữa? Tức thì có tiếng trả lời. Harry Scott trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên, đây là máy thu thanh lão hỏi lại chắc là hàng sản xuất ở địa phương. Máy đã chạy bao giờ chưa? Chạy rồi chứ người nông dân đáp chúng tôi đã nghe được mấy tuần lễ. Thế cái đinh to tướng này để làm gì? Harry Sot hỏi qua phiên dịch, chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra và cắm vào máy. Còn những sợi dây thép này, Harry Sot chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thỏ ra lòng thòng từ trong máy. Những dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt tôi bèn cho những dây này vào các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa nhưng vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh ở đây họ đã trở nên bất lực và do đó cảm thấy mình hết sức lúng túng tôi cũng có chiếc máy thu thanh như thế một nông dân khác nói xen vào nhưng tôi đã tìm được cách trị nó chạy suốt một năm nay rồi và người nông dân bắt đầu biểu diễn cách trị của mình ông ta nối những dây thép và các dây dựa lòng thòng vào các bộ phận máy, vặn cái đinh thay cho tay vặn và đèn cháy lên. Nhưng chiếc máy thu thanh vẫn yên lặng, người nông dân bèn đập vào vò mấy lần và bằng tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc, mấy phút sau chiếc máy lại nín bặt, người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh, chiếc radio bắt đầu chảy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, Người nông dân bèn dáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy Và kỳ lạ chưa kia Kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hát Chỉ có thế là mới hiểu được người nông dân giải thích hành động của mình Nếu thôi không chạy thì cứ mang nện xuống đất là lại kêu ngay Những người kỹ sư há hốc mồm vì kinh ngạc Kéo ra khỏi quán cà phê Lên xe hơi đi đến một thị trấn Nơi họ phải xem xét những máy móc hỏng mang nhãn hiệu International History Corporation Gồm hai ô tô buýt một xe vận tải, một máy kéo và một xe du lịch đến thị trấn. họ đi xem chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn. chiếc xe đậu ở một ngõ quạt chật hẹp. từ cửa ô tô thò ra ống khói của một bếp lò bằng sắt. làn khói nhẹn tỏa ra từ chiếc ống khói. trên các cửa sổ có treo những rèm cửa bằng vài hoa sặc sỡ. chiếc kính hậu vỡ được thay bằng một tờ báo căng ra. một cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên hai chiếc nẹp da. một bánh xe không có lốp. Tại chỗ một bánh xe khác có chèn kích, những cánh chén bùn bánh sau không có, các đèn pha đều vỡ, lò sưởi điện giống như cục bột nhão rúng gió. Chỉ có con mắt thật tinh tường mới nhìn ra được màu sơn xanh ban đầu của chiếc xe dưới những vệt bẩn đủ màu sắc phủ bên trên. Số xe được viết bằng keo màu. Đây là cái gì? Harry sốt sừng sốt hỏi phiên dịch. Mắt ông không nhìn thấy à? Chả nhẽ ông ta chưa trông thấy chiếc xe hơi bao giờ hay sao? Có tiếng đáp lại. Harry Scott và những người đi theo choáng váng vì kinh ngạc. Những người dân trong thị trấn xuống lại quanh chiếc xe hơi. Con trai lão chủ khách sạn nói rõ thêm, chúng tôi mua chiếc xe này nửa năm trước đây. Được bốn tháng thì hỏng mất, thế là đành phải đem cho thuê làm chủ ở vậy. Chiếc ô tô buýt của tôi cũng y như thế có tiếng nói từ trong đám đông nhưng tôi đã tìm được lối thoát, mọi ngày tôi chạy không quá 100 cây số. Nó dừng thì tôi lại sửa nói chung thì tôi đã biết cách điều khiển nó thế nào rồi. Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn, nhưng thùng chứa xăng bị chảy. Lỗ thùng được bít lại bằng nhựa cây, người con trai lão chủ ngồi vào sau chiếc tay lái gãy. Nào, lạy Đức a -la. tay chủ ô tô buýt thốt ra, chạy lấy đà và đẩy mạnh chiếc xe hơi. Động cơ bắt đầu nổ lạch bạch, những người kỹ sư tỏ vẻ ngỡ ngàng giang hai tay ra. Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng trên máy béo có treo những túm hanh, tôi, chiếc giày cũ, cây móng ngựa, những dải vải, trên mui xe ngổn ngang các túi và bọc chẳng dây thừng. Thật khó lòng tin nổi rằng đây là chiếc máy kéo, vì thế nên những người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào. Thấy vậy, một người nông dân đứng giấy bèn lấy búa dáng mấy cái vào chiếc máy kéo, và động cơ bắt đầu nổ. Ông đã biết cách làm cho máy chạy rồi còn khiếu nại gì nữa? Harry Scott hỏi cứ nện vào đầu thì ai mà chẳng phải làng. Chủ nhân máy kéo đáp, những người kỹ sư tiến lại chiếc xe ô tô buýt. Thùng xe được ghép bằng các khung cũ có lắp các bảng ghi những đoạn trích trong sách kinh thánh Quran Trên chiếc gương dán tờ lời cầu nguyện, giúp cho thoát khỏi mọi tai họa. các ghế đệm êm có trải chiếc chiếu giống như những chiếu trải trong quán cà phê. Trên thành xe kẻ các dòng chữ lớn, lên đường bình an, trở về mạnh giỏi, Allah à phù hộ cho tôi, phượng hoàng của tôi những người kỹ sư không sao tin được rằng chiếc ô tô buýt này đã làm ở Mỹ. Người ta đẩy chiếc ô tô buýt, lấy búa gõ, nhưng xe vẫn không chạy. Hưởng tí đã, người dân địa phương kêu lên, quay lưng lại mọi người, anh ta nhấp nắp che máy lên và đái vào mô tơ. Bây giờ thì thế nào cũng chảy, tôi đã hãm cho nó nóng lên một tí rồi. Và động cơ bắt đầu nổ thật, ngay chiều hôm ấy, Harry Scott một nhọc trở về liều đã viết một bức thư cho viên tổng giám đốc công ty International History Corporation. Về phương diện kỹ thuật ông ta báo tin thì người thủ đã vượt xa chúng ta và các nước khác rất nhiều. Họ ngấm ngầm chế tạo tại các xưởng máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tải theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật. Họ che giấu toàn thế giới việc sản xuất của họ. Người thủ, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết, đã dùng quả bốn nện để trị máy kéo dùng nước tiểu đối với ô tô buýt. Điều bí mật về kỹ thuật ấy còn cao hơn bí mật nguyên tử. Để khám phá ra bí mật đó đề nghị phái ngay sang đây các đặc vụ chuyên về lĩnh vực này. Quyền lợi của công ty đòi hỏi phải làm như vậy. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa